Xin mời quý vị và các bạn đón xem trận chung kết bóng chuyền hơi nữ giữa hai đội tuyển bóng chuyền hơi nữ của xóm Tân Thành và đội tuyển bóng chuyền hơi nữ của xóm Hòa Bình trong khuôn khổ giải đấu bóng chuyền hơi do Hội Phụ Nữ xã Kha Sơn, huyện Phú Bình tổ chức. Ở trận đấu này thì đội tuyển bóng chuyền hơi nữ của xóm Hòa Bình trong trang phục áo đỏ phía xa màn ảnh các bạn và đội tuyển bóng chuyền hơi nữ của xóm Tân Thành trong trang phục áo vàng phía gần màn ảnh các bạn. Sau đây xin mời quý vị và các bạn đón xem trận đấu. Xin chúc quý vị và các bạn có những giây phút thư giãn vui vẻ. Nhớ ấn đăng ký kênh để theo dõi nhiều video mới. Cũng báo cáo với các bạn là đây là video cuối cùng của giải đấu bóng chuyền hơi nữ do Hội Phụ Nữ xã Kha Sơn tổ chức. Ở cái trận trận đấu này thì ban tổ chức đã có bình luận, mình xin nhường lại bình luận cho ban tổ chức. Ở sang trận đấu thứ hai thì cái loa nốt pin thì mình sẽ bình luận ở trận đấu thứ hai. Thank you.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Hãy
Điểm số bây giờ là 20-17 nghiêng về tuyển Tân Thành. Và các cầu thủ Tân Thành có một pha ngược dòng rất ngoạn mục trong trận đấu thứ nhất này. Vẫn còn không được rồi, trọng tài đã thổi còi lỗi sáng bóng nổi chân. Như vậy kết thúc trận đấu thứ nhất của đội tuyển Tân Thành thắng đội tuyển Hòa Bình với tỷ số là 21-17, và hai đội tuyển sân tiếp tục thi đấu trận đấu thứ hai. Sang trận đấu thứ hai thì đội tuyển Hòa Bình phía gần màn ảnh các bạn và đội tuyển Tân Thành phía xa màn ảnh các bạn. Đây là một trận đấu hay đầy kịch tính, bóng không qua lưới rồi. Điểm số đầu tiên cho tuyển Tân Thành 1-0. Tuyển Tân Thành phát bóng. Không được rồi, bóng ngoài sân, 2-0 cho Tân Thành. Báo cáo với các bạn là ở sang trận đấu thứ hai này thì cái máy quay chính của mình nó bị hết pin, với lại cái loa của ban tổ chức cũng ngập ngẹt lắm, kiểu như nó ngập ngẹt mà thời tiết lúc này nó rất tối, đâm ra là mình đổi cái máy quay đâm ra hình ảnh hơi xấu. Vì hôm đấy diễn biến ra trận đấu của trận đấu thứ hai là thời tiết cũng rất tối rồi, bóng không qua lưới rồi. Điểm số đầu tiên cho trận đấu thứ hai cho tuyển Hòa Bình 1-2. Rất ấn tượng với các cầu thủ Tân Thành ở trận đấu đầu tiên đã bị dẫn trước 6-0 rồi vẫn ngược dòng thắng, giành chiến thắng cách biệt 4 bàn. Mà đến với trận đấu này thì về lợi có lợi về thời gian hơn là đội tuyển Hòa Bình, bởi vì đội tuyển Hòa Bình thi đấu trước một trận được nghỉ một tiếng, còn đội tuyển Tân Thành thì họ thi đấu bán kết xong và chung kết luôn, tức là 4 set đấu liền trong cùng một khoảng thời gian. Bóng không qua lưới đâu, tỷ số được cân bằng 2-2. Mình chuyển sang cái máy quay Samsung này, nó hình ảnh nó cũng hơi kém, với lại kết hợp với thời tiết lúc này nó hơi tối các bạn nhé, rất mong các bạn thông cảm. Bóng không qua lưới, 3-2 cho Tân Thành. Không được rồi, nỗ lực cứu bóng của các cầu thủ Tân Thành không thành công. Điểm số được cân bằng 3-3. Bởi vì là xem bóng quyền hơi mà không có người đọc tỷ số là rất khó chịu. Mà ở cái set đấu này thì đúng là cái loa của ban tổ chức cũng hết pin, ngập ngặt lúc được lúc không, nên ra mình phải bóng ngoài sân. Điểm cho Tân Thành 4-3. Các cầu thủ Tân Thành phát bóng. Người mùa người giày buổi tối rất nhanh tối. Bây giờ như thế này thôi, đến một lát nữa, vài phút nữa là cái hình ảnh hơi bị tối, rất mong các bạn thông cảm. Các cầu thủ Hòa Bình không bắt hướng bóng, trong bóng rơi tự do. Điểm cho Tân Thành 5-3. Đất bóng tốt, bây giờ là pha tấn công của chủ công số 8 bên tuyển Tân Thành 4-5 cho Hòa Bình. Đó là cầu thủ nhỏ con nhất của Hòa Bình, có những đánh bóng rất hay, chị rất nhanh. Bóng rơi tự do, liên tục khai thác điểm giữa của tuyển Hòa Bình 6-4.
Tuyển Tân Thanh phát bóng. Với trận đấu này thì các cầu thủ Tân Thanh là sân chủ nhà, bởi vì đây là trận đấu này diễn ra tại sân văn hóa của nhà văn hóa xóm Tân Thanh. Một pha không hiểu với nhau, rất tiếc một pha không hiểu với nhau của các cầu thủ Hòa Bình. Điểm cho Tân Thanh 7-4. Đúng rồi, bóng ra ngoài sân. Điểm cho Hòa Bình 5-7. Thực sự để tất cả các trận đấu đến dành đến phút này, hai đội Tân Thành và đội Hòa Bình thật xứng đáng là đội hai đội mạnh nhất của bóng chuyền hơi nước, của môn bóng chuyền hơi nước của xã Ca Sơn. Bóng rơi tự do rất hay, pha bỏ nhỏ rất thành công của số 6 bên tuyển Hòa Bình. Điểm số được nâng lên 8-5 cho Tân Thành. Lại là một pha bóng rơi tự do vẫn còn rồi, giống y xì pha trước, nhưng lần này thì số 1 của chuyền 2 của Hòa Bình rất tỉnh táo. Đến giờ này trận chung kết của trận đấu thứ hai, trận chung kết mới bắt đầu diễn ra nhưng sân rất đông khán giả. Lỗi rồi, trọng tài bắt lỗi dẫm vạch của các cầu thủ Tân Thành. Điểm cho Hòa Bình 6-8. Các cầu thủ Hòa Bình phát bóng. Không được rồi, bóng đã ngoài sân. Điểm cho Tân Thành 9-6. Pha nhảy đập rất uy lực của chủ công số 4 bên tuyển Hòa Bình. Và nó là pha nhảy đập, và nó là hay, đẹp. Điểm cho Hòa Bình 7-9. Bỏ bóng tốt và bỏ bóng góc xa của các cầu thủ Tân Thành. Rất sáng tạo. Điểm cho Tân Thành 10-7. Bóng không qua lưới rồi. Điểm cho Hòa Bình 8-10. Số 8 của bên Hòa Bình phát bóng. Không được rồi, và bắt bóng không thành công của các cầu thủ Hòa Bình. 11-8. Bên tuyển Tân Thành phát bóng. Thời tiết đến lúc này là tối dần rồi, nhưng thực sự mà nói là trận chung kết rất hay các bạn ạ. Đâm ra là mình định bỏ cái check này cơ, vì nó tối mà.
giờ mình xem thấy hay quá là mình bình luận. Mình lại phải bình luận. Không được rồi. Thêm một điểm nữa cho Tuyển Tân Thành. 12-8. Nếu như các bạn mới xem ở trận xét đấu đầu tiên thì đúng mình nghĩ chắc chắn là đội tuyển Hòa Bình sẽ giải nhất trong xét đấu này, nhưng không ngờ cái đội tuyển Tân Thành ngược dòng một cách ngoạn mục như vậy. Dẫn liền 6 quả liền. Bóng ngoài sân. Thêm một điểm nữa cho Tuyển Tân Thành. 13-8. Đấy, bắt đầu từ bây giờ là cái loa của ban tổ chức bắt đầu ngàn gạt rồi. Nghe rất khó chịu. Vì cái pin của loa 2 chắc là hết pin. Rất tuyệt vời, số 10 của bên tuyển số 10 của bên Tân Thành có pha thả bóng rất hay. Điểm 14-8. Bên này thua chứ. Vâng. Nỗ lực cứu bóng của bên Tân Thành vừa rồi rất tuyệt vời. Trọng tài xác định bóng ngoài sân. Điểm cho Hòa Bình. 13-14. Điểm cho Hòa Bình 9-14. Đấu rất hay, rất các bạn ạ. Bởi vì với vẫn còn và cứ bóng bằng chân của số 4. Đến phút này mà nói là mình xem rất nhiều trận và bình luận rồi, nhưng mình thấy số 4 của tuyển Hòa Bình đánh rất hay. Đến giờ phút này thì thực sự cái thể lực của hai đội chiều nay về bận nè, hàng nó về xong rồi em lại bao nhiêu khách. Thực sự mà nó là không được ở đỉnh cao nhất kể cả cầu thủ của hai đội, đặc biệt là đội Tân Thành. Họ vừa thi đấu bán kết xong và vào chung kết luôn. Và đội tuyển Hòa Bình thì được nghỉ trước khoảng một trận đấu so với tuyển Tân Thành. Với hai đội thì trong ngày hôm nay đều diễn ra, đều phải thi đấu. Trận đấu này là đấu thứ ba hoặc thứ tư, bởi vì mình cũng không biết rõ vì sang sân bên mình không quay được. Bóng ngoài sân rồi. Đây là pha tấn công của các cầu thủ Hòa Bình. Bóng ngoài sân, điểm cho Tân Thành 15-9. Một pha bóng rất dài các bạn ạ. Người ta làm trọng tài mắt người ta nhìn tức là nó bóng nó nhanh, những quả đập ấy. Không. Mình đã từng làm. Nữ này nó không nhanh lắm. Bóng nữ chậm. Vẫn còn nỗ lực cứu bóng của các cầu thủ Hòa Bình rất tuyệt vời trong pha bóng vừa rồi. Thêm một điểm nữa cho, không hiểu trọng tài vừa rồi bắt lỗi kỹ thuật bên tuyển Hòa Bình và đang chỉ tay về Tân Thành. Điểm cho Tân Thành 16-9. Quả đấy bắt là phải, quả đấy hai chạm vặn bóng này tay trên tay dưới. Vừa rồi là bắt lỗi kỹ thuật bên tuyển Hòa Bình. Mình Hòa Bình ấy. Bóng ngoài sân rồi, rất tiếc cái cầu thủ Hòa Bình đã có vẻ là dối trận. 17-9. Tay trên tay dưới. Bóng không qua lưới rồi. Hòa Bình làm sao? Hòa Bình
10-17 cho tuyển Hòa Bình. Đội kia thì thế, anh nhìn cái số 8 kia là đứng ở chỗ anh nhìn cái số 8. Có nghĩa là kiểu gì nó đứng ở giữa. Các bạn xem, đến phút này từ giờ trời đã tối, gọi là hơi nhọ mặt rồi. Ở sân khán giả ở sân rất đông các bạn ạ. Khán giả ở sân rất đông. Vừa rồi là pha phát bóng không qua ngoài sân của các cầu thủ Tân Thành, điểm cho Hòa Bình 11-17. Nhưng khi nó đứng tập trung ở giữa nó chạy thì được. Không được rồi, trọng tài đã bắt lỗi bê bóng. Trọng tài bắt lỗi bê bóng bóng thấp. Búng bóng ở trên mặt luôn. Điểm cho Tân Thành 18 11. Ở cái sân này hình như ban tổ chức không có, ở cái sân xóm Tân Thành này không có bóng điện thì sao? Ở đây có điện sao không cắm sạc nhỉ? Không, cái này là pin rồi, không phải pin. À, pin là cái này là cắm sạc. Đây là pin. Mic pin. Thế không có pin. Đây là tối rồi thôi, còn lúc nó chả mua. Có cái bình luận là trận đấu nó sôi nổi hắn lên. Nghe nó hay. Bóng trong sân, chính xác ngày trước ông quay. Điểm cho Tân Thành 19-11. Chính xác bóng lần đấy, pha bóng vừa rồi là pha bóng trong vạch luôn. Bóng không qua lưới rồi. Đội điểm cho Hòa Bình 12-19. Ngồi lùi lại bước nữa cho em đi. Anh ơi, ngồi lùi lại một bước nữa cho em đi. Cái đầu nó cứ vào trong máy. Đầu vào trong máy nói chuyện gì? Không được rồi. Đúng rồi là pha sát bóng không thành công của số 4 bên tuyển Hòa Bình. Tỷ số bây giờ là 20-12. Đâu không bán ấy, hai đội này không bán. Tuyển Tân Thành phát bóng. Bên tuyển Hòa Bình có sự thay hội ý, mình đã cắt phần hội ý rồi. Trận đấu sân, trận đấu rất tối nhưng phải nói là trận đấu này rất hay. Các cầu thủ của Tân Thành kiên trì bám trụ một cái lối đánh rất hay, rất bền bỉ. Bóng ngoài sân rồi. Như vậy kết thúc trận đấu thứ hai thì đội tuyển Tân Thành thắng đội tuyển Hòa Bình với tỷ số là 21-12 và giành giải nhất môn bóng chuyền hay nữ của xã Khát Sơn. Xin chào các bạn, xin chúc các bạn có những giây phút thư giãn vui vẻ. Nhớ ấn đăng ký kênh để cập nhật nhiều video mới. Cũng báo cáo với các bạn là đây là trận đấu cuối cùng của giải bóng chuyền hơi nữ do Hội Phụ Nữ xã Khát Sơn tổ chức.